Bạn đang xem Người đưa tin TV. Thưa quý vị và các bạn, nhóm phóng viên truyền hình Người đưa tin đến Thanh tra Nhà nước tỉnh Hòa Bình để liên hệ làm việc. Sau khi xuất trình giấy tờ theo luật báo chí, nhóm phóng viên được Thanh tra tỉnh yêu cầu phải có giấy giới thiệu của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hòa Bình thì đơn vị này mới làm việc. Động thái này của Thanh tra tỉnh là không đúng quy định pháp luật, đi ngược lại tinh thần cải cách hành chính mà Đảng, Chính phủ đang rốt ráo chỉ đạo thực hiện trên toàn quốc. Cụ thể, ngày 4 tháng 12 năm 2020, sau khi xuất trình giấy tờ theo luật báo chí để đặt lịch làm việc một số nội dung, trong đó có việc tìm hiểu lý do vì sao Thanh tra tỉnh đề xuất hợp thức hóa sai phạm cho một doanh nghiệp trên địa bàn Hòa Bình. Cán bộ Thanh tra sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Thanh tra tỉnh thì tiếp nhận nội dung làm việc, đồng thời yêu cầu nhóm phóng viên liên hệ Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hòa Bình để lấy giấy giới thiệu hoặc văn bản của sở này gửi Thanh tra tỉnh thì mới đủ điều kiện làm việc. Tại phòng tiếp dân của Thanh tra tỉnh, nhà báo Quang Khởi đã phân tích các căn cứ pháp luật, khẳng định yêu cầu này là trái pháp luật. Tuy nhiên, cán bộ Thanh tra tỏ ra không tiếp thu. Nhóm phóng viên đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, báo cáo sự việc trên, đề nghị xử lý và có hồi âm tới cơ quan báo chí. Ngày 14 tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, ký văn bản phúc đáp số 8871 gửi tạp chí Đời sống và Pháp luật. Công văn phúc đáp cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã giao các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện việc kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm của tổ chức, cá nhân trong các bài báo mà nhóm phóng viên phản ánh và sẽ có phúc đáp. Về quy định làm việc với báo chí trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện theo Nghị định 09 ngày 9 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. 2. Là quyết định số 34 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình. 3. Là công văn số 2595 ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Văn bản phúc đáp của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình không hề đề cập tới giấy phép con là giấy giới thiệu hay công văn giới thiệu của Sở Thông tin và Truyền thông thì các đơn vị trên địa bàn mới làm việc. Nghiên cứu cả 3 quyết định công văn trên cũng không có nội dung nào yêu cầu báo chí đến các địa phương làm việc với các cơ quan đơn vị lại phải có giấy giới thiệu hay công văn giới thiệu của Sở Thông tin Truyền thông. Nói cách khác, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã không hiểu luật và tự bịa ra quy định của riêng mình. Nhóm phóng viên cũng thử liên hệ với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hòa Bình để xin giấy giới thiệu hoặc công văn giới thiệu như Thanh tra tỉnh yêu cầu. Nhưng một cán bộ của sở này khẳng định sở không cấp giấy giới thiệu và cũng không có quy định nào như vậy cả. Trong trường hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh có chỉ đạo thì sở mới làm hoặc các ban ngành, đơn vị có công văn xin hỗ trợ, tư vấn thì sở mới có hướng dẫn. Thì cái này mình gửi xin rõ ràng cái giới thiệu của tạp chí của mình là gửi là tỉnh đúng không? Thì quy định là việc của cái quy chế theo cái dạng mình trao đổi lại phân công nhiệm vụ của mình ấy, là quy chế làm việc với tỉnh ấy, thì tất cả thông tin liên quan đến tỉnh của mình này thì phải có ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nội dung nào sẽ ra cho đơn vị làm thực hiện, căn cứ vào thông báo đấy sở thông tin sẽ yêu cầu các đơn vị có liên quan đến nội dung này cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trung ương. Thẩm quyền mà anh chỉ thực hiện được chức năng nhiệm vụ là tham mưu thế nào mà là Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nó thông báo kia thì anh mới ăn thua lên cái làm được họ mới nghe đúng không? Tuy nhiên mình căn cứ của thì là bây giờ mà anh phải tặng thì không thể thật căn cứ cái giấy giới thiệu của em được đúng không? Một nội dung khác, phóng viên tố và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình xử lý việc Thanh tra tỉnh Hòa Bình vi phạm luật báo chí, vi phạm quy chế phát ngôn của Chính phủ và quy chế phát ngôn của tỉnh Hòa Bình, cản trở báo chí tác nghiệp. Đáng tiếc là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã né tránh trả lời nội dung này. Trên thực tế, Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh thành là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã, các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Điều này cũng được cụ thể hóa trong quyết định số 34 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh hay các đơn vị trên địa bàn tiếp nhận nội dung làm việc của báo chí, sau đó chủ động liên hệ Sở Thông tin Truyền thông để được tham mưu,
hướng dẫn, chứ không phải bắt cơ quan báo chí đến Sở Thông tin Truyền thông lấy giấy giới thiệu như kiểu của thanh tra tỉnh Hòa Bình. Nghe thì có vẻ chấp hành luật, nhưng thật ra là không hiểu luật. Ông Nguyễn Văn Trường là tránh thanh tra tỉnh Hòa Bình. Chúng tôi xin mạn phép có lời đố ông Trường đọc hết 3 chương 12 điều của quyết định 34 nói trên, xem có thấy điều nào, khoản nào quy định báo chí đến đơn vị ông làm việc thì phải đi xin giấy giới thiệu của Sở Thông tin Truyền thông hay không. Ở diễn biến khác, thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, đồng thời gửi tới tạp chí Đời sống và Pháp luật về vấn đề trên. Thế nhưng, công văn này tiếp tục thể hiện lãnh đạo thanh tra tỉnh Hòa Bình có lỗ hổng nghiêm trọng về vấn đề pháp luật và chúng tôi sẽ phân tích ở bài sau. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.